Chào các bạn, hôm nay kênh ẩm thực Việt rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cải thìa xào tỏi. Món này rất là đơn giản, các bạn có thể xào chay mặn đều được ha. Bây giờ mình sẽ cùng vào bếp để thực hiện món này nha các bạn. Cái món cải thìa xào của mình gồm có thứ nhất là khoảng 500 g cải thìa, gia vị thì gồm có tỏi, đường, bột ngọt, bột nêm. Ở đây mình sẽ xào cải thìa với tỏi nên các bạn cho lượng tỏi này nhiều hay ít là tùy ở các bạn nha. Ở đây mình dùng khoảng 4 tép tỏi ha. Còn nếu mà các bạn ăn được tỏi á, thì các bạn có thể dùng tỏi nhiều hơn hoặc là dùng tỏi cô đơn ha. Bây giờ chúng ta cùng sơ chế để chúng ta làm món cải thìa xào tỏi nha các bạn. Cái gần một cái phần cải thìa này nè các bạn mua về thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần gốc này đi và những cái lá hư đi, sau đó thì chúng ta sẽ ngâm muối và rửa thật là sạch nha các bạn. Các bạn chú ý là mình ngâm muối để cho cái lượng muối nước nó thấm vào trong cái đọt của cải thìa này nè, để cho nó ra hết cái chất sâu bặn bã trong cải thìa nha các bạn. Và các bạn chú ý là mình rửa xong thì mình rửa cho sạch, tại vì trong cái cải thìa này ngon nhất là cái phần gốc của nó, mà nếu mà các bạn rửa không sạch thì nó sẽ bị ẩn thuốc trừ sâu hoặc là bụi bẩn ở trong đây nha các bạn. Các bạn chú ý nha, cải thìa này ăn rất tốt cho sức khỏe nhưng mà các bạn phải rửa thật sạch thật kỹ nha, để nó phòng ngừa những cái giống như là phân hóa học người ta sẽ tưới vào đây á các bạn. Các bạn mua cải thì bác cũng để ý cái lựa cái bó cải sao để nó sẽ tốt cho gia đình mình ha. Tùy theo mình lựa như thế nào cho cái thẩm mỹ lựa rau của mình đó nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng đi sơ chế phần này để nấu nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi luộc cải thìa để xào nha các bạn. Đây để chúng ta luộc rau nha các bạn. Khoảng nửa muỗng cà phê muối. Chú ý là trong quá trình mình luộc mình nên chuẩn bị sẵn một thau nước để khi mình luộc rau thì mình sẽ vớt ra cho rau vào thau nước liền để nó xanh nha các bạn. Giờ nước chúng ta sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cải vào nha. Các bạn luộc tùy theo cái lượng cái nồi của mình lớn hay nhỏ mà mình cho nhiều ít cải nha các bạn. Các bạn đừng cho nhiều quá, nó sẽ không bị xanh, cải nó không được xanh ha. Mình cho khoảng 3 cây mình luộc xong rồi mình cho vào nước lạnh, sau đó mình sẽ cho tiếp vào các bạn. Khoảng 3 phút rau chúng ta đã chín tới, các bạn vớt và bỏ vào thau nước lạnh nha các bạn. Chúng ta sẽ cho liền vào thau nước lạnh. Phần cải chúng ta đã cho vào nước lạnh này các bạn nhìn đi, cải rất là xanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vớt phần cải này ra ha, sau đó chúng ta sẽ để ráo nước và chúng ta sẽ xào nha các bạn. Các bạn chú ý là mình vũ cái ráo nước thật là ráo nước để xào, mình không có bị phỏng nha các bạn. Phần cải thì chúng ta đã luộc xong, bây giờ chúng ta sẽ đi xào nha các bạn. Chúng ta sẽ chuẩn bị một ít dầu để xào phần cải thịt này nha các bạn. Ôi nhìn thèm quá. Cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Sau đó bạn cho ít tỏi vào đây để phi cho thơm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho phần cải này.
thơm quá các bạn ơi. Cái cải thiều của mình đã chín rồi nha các bạn, không xào thêm quá lâu nha. Cái lâu cải mình sẽ không còn ngọt nữa mà nó sẽ bị mềm rũn ra nha các bạn. Cải chúng ta đã được, bây giờ chúng ta sẽ cắt tiếp và cho ra dĩa nha các bạn. Ơi, món cải thìa của mình đã hoàn thành rồi đây. Món cải thìa này ăn với nước tương tỏi ớt thì còn gì bằng không các bạn. Các bạn nhìn đi, cải thìa của chúng ta xanh như thế này, từ lá đến con đến gốc luôn nè các bạn. Ngọc mong rằng sau video này các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký, comment, chia sẻ những ý kiến đóng góp để cho Ngọc làm hoàn thiện hơn video của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video của Ngọc và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.